Mặc dù chưa ấn định thời gian lên sóng, nhưng trên app iQiyi bản quốc tế, khán giả đã có thể đặt lịch cho Như Ý Phương Phi rồi, cho thấy phim chắc chắn sẽ lên sóng vào tầm tháng 11 hoặc 12 năm 2020. Như Ý Phương Phi là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Con Đường Sủng Hậu Chi Lộ của tác giả Tiếu Giai Nhân, kể về hành trình truy thê của vương gia Từ Tấn và hành trình trốn chồng của Phó Dung sau khi hai người trọng sinh trở về thời thiếu niên. Đây là một tác phẩm đánh dấu sự quay lại của đội ngũ sản xuất Vân Tịch Truyện cùng cặp đôi Vương Gia, Vương Phi, Trương Triết Hạn và Cúc Tịnh Y. Sau hơn một năm chờ đợi thì Như Ý Phương Phi cũng đã bắt đầu phát những tín hiệu đầu tiên khi tung ra những tấm poster xịn xò cùng với MV là bài hát chủ đề do nữ chính thể hiện, đồng thời cũng đã phát hành trailer đầu tiên vào sáng ngày 14 tháng 10 năm 2020. Tóm tắt nội dung. Nữ chính là Phó Dung, một tiểu hồ ly chính hiệu với nhan sắc lấn át mọi người xung quanh, tính cách danh mãnh lắm mưu mẹo, chủ yếu là để phục vụ cho sự lười biếng của mình. Tuy không phải kỳ tài, kỳ nữ, nhưng Phó Dung đại diện cho kiểu con gái thực tế, có trình độ tự nhận thức cao, luôn tự nhìn ra được ưu và khuyết điểm của bản thân để đạt được điều mình mong muốn. Nam chính là Từ Tấn, hắn có một căn bệnh lạ mà từ kiếp trước đến kiếp này vẫn thế, chính là không thể gần gũi phụ nữ, hay nói đúng hơn là hắn bị dị ứng bởi mùi vị của phụ nữ. Phó Dung chính là người duy nhất hắn có thể tiếp cận, nhưng ở kiếp trước, vì nàng đã từng qua một đời chồng nên hắn chỉ có thể cưới nàng làm di nương và không cho nàng có được sự sủng ái của một người vợ. Kiếp này, Từ Tấn tìm nàng với quyết tâm nhất định phải trở thành người đàn ông đầu tiên và duy nhất của nàng. Mặc dù mục đích ban đầu chỉ có vậy, vì nàng là nữ nhân duy nhất có thể đến gần hắn, nhưng trong hành trình truy thê đó, hắn đã dần nảy sinh tình cảm và yêu nàng sâu đậm. Về phần Phó Dung, vì cũng là người trọng sinh nên Phó Dung dĩ nhiên cũng không quên ký ức tiền kiếp của mình. Vì thế, nàng luôn muốn trốn chạy khỏi Từ Tấn, muốn kiếp này không phải gả cho Từ Yến, chồng trước của nàng, cũng không phải gả cho Từ Tấn mà nàng muốn gả cho An Vương Từ Bình. Lý do thì đơn giản thôi, mặc dù Từ Yến rất tốt nhưng nàng rất tiếc, nguyên nhân kiếp trước đã từng trải qua nên chẳng ai muốn sai lầm lặp lại. Về Từ Tấn, kiếp trước hắn chẳng những không ngọt ngào với nàng mà còn tử trận chết yểu. Ai lại đi muốn làm quá phụ những hai lần. Còn vì sao nàng lại chọn Từ Bình? Một người trọng sinh trở về dĩ nhiên đã thấy rõ tương lai. Kiếp trước rõ ràng Từ Bình chính là ứng viên số 1 cho ngôi vị hoàng đế. Nàng lấy hắn chẳng phải sẽ được làm hoàng hậu sao? Nếu nàng đã muốn làm hoàng hậu đến vậy thì cũng chỉ có thể làm hoàng hậu của Từ Tấn ta. Nghe thôi đã biết tương lai của Phó Dung có chạy tới chân trời cũng không thể thoát khỏi bàn tay Từ Tấn. Tuy nhiên, đây chỉ là tóm tắt dựa trên bản truyện thôi nhé. Nội dung phim sẽ có cải biên và thay đổi. Muốn biết thêm chi tiết, xin hãy đón đợi để xem phim. Tuyến nhân vật và dàn diễn viên. Cúc Tịnh Y vai Phó Dung. Phó Dung là nhân vật trung tâm của câu chuyện, là nguyên nhân khiến Từ Tấn trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết trong việc tranh giành ngôi vị hoàng đế. Xoay quanh cuộc đời Phó Dung không chỉ có câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào và hài hước giữa nàng và Từ Tấn, mà còn không ít drama ân oán tình thù giữa hai đời vợ lớn vợ nhỏ nhà họ Phó, huynh đệ tỉ muội trong nhà tranh giành tình yêu, địa vị, những cuộc chiến sống còn giữa phụ nữ với phụ nữ trong xã hội phong kiến cũ. Cúc Tịnh Y sinh năm 1994 là một trong những nữ diễn viên thuộc thế hệ 9X nổi bật nhất hiện nay. Những năm gần đây, cô tham gia vào không ít tác phẩm nổi bật như Cửu Châu Thiên Không Thành, Nhiệt huyết Trường An, Vân Tịch Truyện, Xin hãy ban cho tôi một đôi cánh, Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, Thư sinh xinh đẹp, Mộ Nam Chi. Bên cạnh đó, Cúc Tịnh Y cũng là một trong những gương mặt đình đám nhất của nhóm nhạc SNH 48, trực thuộc quản lý của công ty truyền thông Tiba. Trương Triết Hạn từng là bạn diễn vô cùng ăn ý của Cúc Tịnh Y trong Vân Tịch Truyện. Nhờ sự hợp tác vô cùng ăn ý cũng như là độ đẹp đôi của hai người mà bộ phim đã vô cùng thành công. Và sau bộ phim Vân Tịch Truyện thì lượng fan của couple Y Hàn đã tăng lên đông đáng kể, có thể đè bẹp cả hậu cung của người ta. Và chính vì lẽ đó mà kế hoạch tái hợp của ekip đã vô cùng thành công khi bộ phim Như Ý Phương Phi đã vô cùng được khán giả đón nhận. Trương Triết Hạn vai Từ Tấn. Vai diễn Từ Tấn lần này của Trương Triết Hạn được đánh giá là không có quá nhiều khác biệt so với Long Phi Dạ của trước đây. Vẫn là kiểu người lạnh lùng quyết đoán và có tham vọng lớn. Trong Vân Tịch Truyện, bộ phim đã làm nên tên tuổi của hai người. Mặc dù cả hai ngôi sao đều không được đánh giá cao về kỹ năng diễn xuất, nhưng lại được khán giả yêu mến vì vợ cùng ăn ý. Những bộ phim nổi bật mà Trương Triết Hạn từng tham gia gồm có Bán Yêu Khuynh Thành, Vân Tịch Truyện, Ai Cũng Khát Khao Được Gặp Em, Như Ý Phương Phi, Nhất Kiến Khuynh Tâm, Triều Ca, Thiên Nhai Khách, Lưu Dịch Sướng vai Từ Bình. So với bản truyện thì bản phim Như Ý Phương Phi đã thay đổi khá nhiều tình tiết, trong đó bao gồm cả vị An Vương Từ Bình này. Nhân vật này được cho là nguyên nhân của mọi mâu thuẫn giữa Phó Dung và Từ Tấn. Là nam phản diện chính của bộ phim, vị hoàng thúc này của Từ Tấn cũng là một trong những nam nhân xuất sắc nhất nhì trong hoàng tộc và cũng là đối thủ nặng ký nhất trong trận chiến tranh giành hoàng vị lẫn giành người yêu với Từ Tấn. Lưu Dịch Sướng sinh năm 1997 tại Nội Mông, Trung Quốc. Gần đây, nam diễn viên khá được yêu thích nhờ bộ phim Thiếu Chủ Đi Chậm Thôi, đóng chính cùng gà cương nhà hoa sách Ngô Thư Hân. Ngoài ra, Lưu Dịch Sướng còn có một số bộ phim nổi bật khác như Trường An Thiếu Niên Hành, Khi Chúng Ta Có Một Thế Giới Tươi Sáng Hơn, Tôi Và Hai Anh Ấy, Hứa Giai Kỳ vai Phó Tuyên. Theo nguyên tác, Phó Tuyên là em gái của Phó Dung. Trong ba chị em Phó Uyển, Phó Dung, Phó Tuyên thì nàng út Tuyên Tuyên là người cứng nhắc nhất, cầu toàn nhất và có kiến thức sâu rộng nhất. Phó Tuyên và vị tiểu hầu vương Ngô Bạch Khởi sẽ cùng nhau viết nên câu chuyện tình không đánh không yêu, đầy dí dỏm và dễ thương. Đồng thời, cặp đôi này cũng là nhân tố hứa hẹn sẽ giúp mọi người vượt qua những giây phút đau lòng do các cảnh ngược đãi mà cặp đôi chính mang tới. Hứa Giai Kỳ sinh năm 1995 cũng là một thành viên của SNH 48, đồng thời cũng đang là thành viên của nhóm nhạc bước ra từ chương trình Thanh Xuân Có Bạn 2, The Night. Hứa Giai Kỳ chạm ngõ diễn xuất qua các bộ phim như Nghịch Tập Chi Tinh Đổ Thôi Sán, Tôi Yêu Người Mèo, Vân Tịch Truyện, Manh Muội Đặc Công Đội và Như Ý Phương Phi. Vương Hữu Thạc vai Ngô Bạch Khởi. Ngô Bạch Khởi chính là nhân vật đảm nhiệm vai trò tấu hài cho phim, giúp xua đi những giây phút ngược tâm quằn quại do cặp đôi chính mang đến. Vương Hữu Thạc sinh năm 1992 tại Ôn Châu, Chiết Giang, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Ngoài ngoại hình tươi sáng bắt mắt, anh còn sở hữu chiều cao ấn tượng 1m82. Một số bộ phim nổi bật mà anh tham gia gồm Lãnh Cung Truyện, Huyền Môn Đại Sư, Thao Thiết Ký, Thôn Trang Của Ôn Noãn, Đại Tống Thiếu Niên Trí, Như Ý Phương Phi, Quân Cửu Linh, Nguyệt Ca Hành. Khương Sam vai Thôi Oản. Theo nguyên tác, Thôi Oản là em họ của Từ Tấn, cháu gái của Thôi Thục Phi, là thanh mai trúc mã cùng lớn với hai anh em Từ Tấn. Đồng thời cũng là người mà Lục Hoàng tử Từ Hạo, em trai ruột của Từ Tấn, đem lòng yêu thương. Nhân vật này cũng là một trong số những tình địch cao tay nhất, thủ đoạn nhất mà Phó Dung cần phải đối phó. Khương Sam sinh năm 1995, tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Hà Nam và là một thành viên của SNH 48. Từng tham gia diễn xuất qua các bộ phim như Tiểu Dạ Khúc, Như Ý Phương Phi. Vương Dịch Đình vai Tề Trúc. Tề Trúc là em gái của Tề Sách và Tề Giản, là em chồng kiếp trước của Phó Uyển, chị gái Phó Dung. Đây cũng là một nữ nhân không mấy tốt đẹp. Vương Dịch Đình sinh năm 2001, là sinh viên của Học viện Sân khấu Thượng Hải, từng tham gia vào các bộ phim như Đại Chúa Tể, Vân Tịch Truyện, Như Ý Phương Phi. Dương Tuyên vai Trương Yến. Yến Thế Tử Trương Yến này có vẻ chính là nhân vật Từ Yến trong bản truyện, là con trai của Tín Vương Từ Diệu Thành, người chồng đầu tiên ở kiếp trước của Phó Dung. Là một nam nhân từ tốn, ôn nhu, hết lòng yêu thương Phó Dung nhưng lại không đủ mạnh mẽ để bảo vệ nàng khỏi những sự chèn ép đến từ mẹ và em gái Từ Tịch của mình. Chính vì vậy mà Phó Dung đã quyết định hòa ly với chàng, sau này tái giá lần nữa, gả cho Từ Tấn làm thiếp. Sau khi Phó Dung trọng sinh, trở về thời niên thiếu, nàng luôn cố gắng hết mức để né xa người chồng cũ này. Dương Tuyên sinh năm 1996, tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải, từng là thủ khoa đầu vào của lớp văn hóa. Trước đó anh được biết đến với tư cách là người dẫn chương trình. Dù chỉ là cái tên mới trong điện ảnh, nhưng Dương Tuyên đã tham gia được hai bộ phim là Truy Cầu và Như Ý Phương Phi. Tống Hân Nhiễm vai Cố Nguyên. Cố Nguyên là một nhân vật không có trong nguyên tác. Chính vì vậy nhân vật này đang khiến cho mọi người vô cùng tò mò. Tống Hân Nhiễm sinh năm 1997 tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, là một thành viên của SNH 48, Team X, từng tham gia vào một số bộ phim như Nhiệt Huyết Trường Cao Đẳng, Hoa Hậu Giảng Đường, Như Ý Phương Phi. Cung Bội Giật vai Liễu Như Ý. Liễu Như Ý là vợ bé của Tín Đô Hầu, chủ nhân của tiệm đồ trang sức Như Ý Trai và cũng là mẹ nuôi của Phó Dung. Sau bị vợ của Tín Đô Hầu là Quận Vương Phi họ Lý hại chết, đã để lại Như Ý Trai cho Phó Dung. Cung Bội Giật sinh năm 1978 tại Thạch Anh, thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, là một nữ diễn viên tốt nghiệp khoa biểu diễn của Học viện Hí kịch Trung ương. Một số bộ phim truyền hình từng tham gia: Tần Thời Minh Nguyệt, Huyễn Thành, Trạch Thiên Ký, Liệt Hỏa Như Ca, Thần Điêu Hiệp Lữ, Thịnh Trang. Lan Hy vai Thục Phi. Thôi Thục Phi chính là mẹ của Từ Tấn và Từ Hạo, là con gái của Lại Bộ Thượng Thư Thôi Phương Lễ. Bà cũng là vị phi tần mà Gia Hòa tín nhiệm và tin tưởng nhất. Tính cách lương thiện, không tranh với đời, là người mẹ chồng mà ai ai cũng muốn có. Lan Hy sinh năm 1983, sinh ra tại thành phố An Khánh, tỉnh An Huy, tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương, từng tham gia một số phim truyền hình như Mị Nguyệt Truyện, Tư Mỹ Nhân, Vùng Đất Của Hy Vọng. Như vậy thì ngoài việc quy tụ được dàn sao của Vân Tịch Truyện quay lại thì Như Ý Phương Phi cũng hứa hẹn sẽ mang đến nhiều hấp dẫn bởi nội dung vô cùng kịch tính và gây cấn. Ngoài ra còn có những gương mặt mới có giá trị nhan sắc cao gây tò mò cho khán giả. Các bạn đang xem video trên VGT, đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé!